Chào anh, ở đây là tàu mình đi đánh bắt mới về anh. Ở là cá lên chưa? Cá lên rồi hả? Lát nữa còn nhiều tàu vô không anh ha? Bữa nay vô ít rồi. À bữa nay vô ít hả? Đây là thả vô đây, cá nó thả vô đây hả? Thả vô hồng. À thả vô hồng hả? Hôm nay về được nhiều không anh? À dạ. Thông thường là mình đánh bắt là đánh bắt ở đâu anh ha? À, đi qua ngoài khơi luôn hả? Cái thuyền này là về bờ rồi, vào bờ rồi, vận chuyển cá lên rồi. Giờ là đưa những cái cục đá này xuống chứ cái hầm chứa để chuẩn bị ra khơi. Dạ, em thấy em đang quay cảnh xuống đá đây. Dạ. Đây xuống đá đang chuẩn bị ra khơi nha các bạn nha. Cá lên là phân loại ra nha mọi người nha. Đó, đủ thể loại rất là nhiều loại cá, cua, tôm, cá, ghẹ này nọ nè. Dạ. Cái con này là con gì từ nãy mấy anh giỡn em không biết con này là con cá gì luôn kìa. Cá rồng à? À dạ cá rồng biển. Dạ. Xương từ trên tới dưới. Xương từ trên dưới luôn rồi chung. Để cua ăn một cây chứ. À con này là ăn không ngon, ăn không được, xương rất là nhiều luôn. Con này thường ta xay. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trở Về TV. Thì mình đang có mặt ở bến đò Đồng Hòa, ấp Đồng Chanh, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh mọi người ạ. Đây trước mắt chúng ta đây là chính là con đường đi vào bến đò Đồng Hòa. Nơi đây có một cảng cá rất lớn nhất tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh này nha mọi người. Hôm nay mình mời các bạn đi tham quan cái cảng cá này vào đúng cái thời điểm mà tất cả các tàu đánh bắt cá ở ngoài biển đang cập bến này, đang cập bến ở đây để chuẩn bị lên hàng đưa vào những cái chợ buôn bán tại Cần Giờ này. À, đây là những cái con tàu mới cập bến, tí nữa thì còn rất là nhiều cái con tàu khác cập bến ở đây để chuyển vận chuyển cá lên nha mọi người nè. Ở đây là đánh bắt ngoài biển nha các bạn nhé. Chào cô, chào chị ạ. Rồi bây giờ mình mời tất cả cô chú anh chị và các bạn đi tham quan cái cảng cá lớn nhất huyện Cần Giờ này, nơi mà đánh bắt xa bờ, đánh bắt ngoài biển, đưa những con cá tươi rói vào đất liền để phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung và người dân Cần Giờ nói riêng nha. Đây là con đường đi vào trong cảng cá. Đây là những con tàu nè, tàu cập bến nè. Đó. Giờ cá lên bờ. Những con tàu đánh bắt xa bờ. Chào anh, ở đây là tàu mình đi đánh bắt mới về anh. Ở là cá lên chưa? Cá lên rồi hả? Lát nữa còn nhiều tàu vô không anh ha? Bữa nay vô ít rồi. À bữa nay vô ít hả? Đây là thả vô đây, cá nó thả vô đây hả? Thả vô hồng. À thả vô hồng à. Hôm nay về được nhiều không anh? À dạ. Thông thường là mình đánh bắt là đánh bắt ở đâu anh ha? Thôi đi qua ngoài khơi luôn hả? Ê, cửa biển là mình đi ra đường này ha, đường này. À đường đầu này anh, à đường này ra ngoài cửa biển nè mọi người. À đi hơi xa hơn đúng không? Hình như kia có một con tàu cập cảng, cập bến để chuyển cá lên hay sao nè đúng không? À, đây là cảng đánh bắt cá, cảm ơn anh nha. Dạ. Cảng đánh bắt cá, những cái tàu này đánh bắt xa bờ nha các bạn nha. Đó là lần đầu tiên mình được quay và được giao tiếp với một số các anh chị làm nghề đánh bắt xa bờ ở ngoài biển tại đảo Cần, tại huyện Cần Giờ này. Đảo Cần Giờ cũng được, huyện Cần Giờ cũng được. Đây mình coi, ở đây coi có những con tàu nào đánh bắt xa bờ nữa mà đang chuẩn bị lên cá nào. Dạ em qua YouTube. Ở bên mình là đánh bắt xa bờ về anh. Dạ kênh em kênh mới mà, kênh Trở Về TV kênh mới. Dạ rồi mấy anh ngồi chơi đi, anh ngồi chơi đem qua YouTube tí. Dạ ở đây hình như là còn một chiếc tàu mới vào. Những cái tàu này là đánh bắt xa bờ hết nha mọi người. Đường này là hướng ra ngoài biển nè, đường này hướng ra ngoài biển nè. Rồi ok, để mình đi thêm một vòng nữa để xem coi ở đây còn những cái tàu nào đang về cá không. Đang về cá không?
Để mình quay lại những hình ảnh đây cho các bạn xem. Cái này là về nước đá, các bạn. Này đang xuống đá để chuẩn bị ra khơi tiếp. Đó, những cây nước đá này được bơm lên tàu nè. Đó. Cái thuyền này là về bờ rồi, vào bờ rồi, vận chuyển cá lên rồi. Bây giờ là đưa những cái cục đá này xuống cái hầm chứa để chuẩn bị ra khơi. Dạ, em thấy em đang quay cảnh xuống đá đây. Dạ. Đây, xuống đá đang chuẩn bị ra khơi nha các bạn nha. Dạ, những cái bao đó là đá dưới đó. Một lần đi về là lâu anh hả? Một tuần. Tầng lễ hả? À, xuống đây. Này, xuống đá để dưới cái thùng này, dưới cái hầm này để ra khơi. Mỗi lần đi giờ là một tuần nha các bạn. Bỏ đi. Ok, giờ tiếp tục mình đi cho các bạn tham quan một số các địa điểm ở đây. Những con tàu đánh bắt đang chuẩn bị vào cá, đang chuẩn bị lên cá này nọ đó, để cho các bạn thể hình dung được cái cuộc sống ở một cái địa phương, một cái huyện đảo và cuộc sống của các tiểu thương buôn bán thủy hải sản đánh bắt xa bờ ở đây như thế nào nhé. Đó, cái khung cảnh tấp nập của bà con tiểu thương mua bán tấp nập hàng hóa mới lên mà. Tại thời điểm này, trong thời điểm mà từ 3 giờ 4 giờ này nè, rất là nhiều các tàu cập cảng vào đây, đủ thể loại các loại cá. Đây là những con cá, nói chung là đánh bắt được cái gì người ta mang lên chợ đều phân ra nha mọi người. Đây, công đoạn phân cá ra là ở đây. Cho em quay đây tí được không anh? Quay anh, thoải mái. Dạ. Anh cứ thoải mái quay hết luôn đó. Đây là cá lên nè, phân loại ra nha mọi người nha. Đó, đủ thể loại, rất là nhiều loại cá, cua, tôm, cá, ghè này nọ nè. Dạ. Dạ. Khoảng mấy ngày á. Phân loại cá. Đó, khi mà đánh bắt lên là người ta có đủ rất là nhiều loại nha các bạn nha. Xong bắt đầu vô đây các chị ngồi phân loại ra nè. Đó, cá gì đó, còn ghẹ rồi, tôm rồi, rất là nhiều loại. Ở đây có cá đù tươi không anh nhỉ? Cá đù là cá nào đâu nhỉ? À, con này con đù của anh. À, đây đù tươi. Đù ngao. Đây là cạn cá nha mọi người, cạn cá ở. Con này phải con đù luôn không anh? Đúng rồi. Đù. Này con đù tươi nha mọi người. Đù này là lúc còn tươi, người ta chưa làm quẩy, người ta chưa phơi. Ở đây là con đù, cái đù tươi nè, trong những đặc sản của Cần Giờ nè. Ghẹ. Ghẹ nó nhìn như ghẹ sữa anh ha. À, làm gì anh? À, làm bún riêu hả? À, dạ. Đây các con, ai muốn biết là con cá khô đù tươi nó như thế nào ở đây nha các bạn nha. Lúc người ta làm vậy sạch sẽ xong cắt. À, vậy các biết gì này nọ, xong bắt đầu là người ta phơi làm khô đù. Đây là quang cảnh chung, các anh chị đang ngồi lựa những cái món đánh bắt ở dưới biển lên, rất là nhiều loại ta trộn chung đó, xong đưa lên đây là bắt đầu lựa ra. Hình như có cả con lươn nữa hay gì. À, đây con lươn biển nè. Vậy hả, thiệt đó hả? Con này con cá rồng hả? Cá rồng. Còn đây là như cá ngát hả? Cá ngát. Quá trời luôn, rất là nhiều các loại cá nha các bạn nha. Đây thường đánh bắt xa bờ. Những cái tàu lúc nãy mình quay cho các bạn xem những cái tàu như thế này nè. Đó, khi mà người ta về, người ta đưa cá đưa lên đây là bắt đầu là các anh chị ở đây bắt đầu lựa ra. Còn phần bên đây là lựa tôm.
đó, nhiều loại tôm. Tôm thẻ có tôm, tôm này gọi là tôm gì con quên rồi bác ha. À tôm sắt, hôm nay con mới quay bên kia mà con quên mất tiêu. Dạ. Tôm thẻ này, tôm sắt nè, tôm sắt là nó có rằng 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 như vậy. Đó bắt đầu lựa ra nha các bạn. Tép cũng có, tôm cũng có. Đây là cái cảng biển, còn ở trong kia các chị đang ngồi lựa trong kia rất là nhiều, nhiều thể loại lắm, nhiều loại lắm. Ôi ôi con gì nè? Con gì, con này con gì bác? À vậy luôn hả? Con này còn sống nè. Lát nữa không biết còn tàu nào về nữa không anh hả? Còn nữa hả? Không em hỏi thiệt còn không anh? À. Dạ. Đông vui và rất là nhộn nhịp tại cảng cá đúng thiệt. Đây đang ngồi lần rồi. Bộ này là mới ở dưới tàu, tàu lên đó hả anh? Tàu lên đó hả? Ủa cái tàu này ở đâu á? Tàu nào anh mới lên là tàu nào vậy? À đầu ngoài kia lần hả? Ổn ha, biết vậy mình ra mình quay đi cạnh lên từ dưới đó lên thì ha, ngon rồi. Đi theo cái bác này nè, lát đi xuống tàu luôn. Có không? Có không? Có, lát nữa cho em xuống tàu được hay ngon? Được, vậy hả? À, có dàn hào đó hả? Này đang lựa ra các bạn nhé. Đây mới nhiều nè, đây mới nhiều lắm, rất là nhiều thể loại cá, tôm mắm, cua ghẹ gì vân vân. Rồi bây giờ mình đi vào trong đây, quay cho các bạn xem những hình ảnh của các cô chú ở trong đây đang ngồi lựa trong đây nữa. Trong đây còn một à còn nữa hả? Wow, quá trời luôn kìa. Này là con khô đù, cá đù mà không ta? Này đù tươi nha các bạn. Hèn gì khu vực đây là những khu vực Cần Giờ này, thủ phủ của khô đù. Dạ. Đây đang ngồi lựa ra các bạn. Ghẹ nè, cá đù nè. Con này cá gì ấy chị ha? Đù luôn hả chị? À cá đù, cá đối. Con này con đù nè, con này con đù nè. Cái này hình như mình về mình muốn phơi khô mình phải làm vẩy nữa hay gì? À và làm vẩy cắt vây nó rồi, cắt mang rồi thế này thế kia nữa mới làm mới phơi được nha các bạn nha. Con này là ghẹ. Con thường ghẹ này nghe anh kia nói là xay ra nấu nấu bún riêu. Đây là chợ cá lớn nhất ở Cần Giờ này. Mà cũng là cảng cá ở huyện Cần Giờ luôn nha mọi người. Khi cái giờ này nào, các bạn nào muốn đi mà lựa đồ ăn ngon tươi sống giờ này thì các bạn đi khoảng 3-4 giờ chiều, 3-5 giờ chiều là cái thời điểm mà những cái tàu cập cảng nè. Thì ở đây có rất là nhiều các tàu bè ở đây, thì thông thường người ta đi một tuần lễ mới về nha mọi người. Đó, thông thường một chuyến đi kéo dài một tuần lễ bằng đường biển là cái hướng này đi ra ngoài kia là ra ngoài biển. À, ngoài biển đó là biển lúc nãy mình quay cho các bạn xem đó. À, những cái tàu tùy cái trọng lượng tàu lớn nhỏ như thế nào đó, đánh bắt xa bờ, đánh bắt gần bờ hoặc là như thế nào thì đều về đây và thả hàng xuống cái cảng cá này.
mọi người thấy ở đây cái hoạt động của cái cảng cá diễn ra rất là sôi động. Tại vì hôm nay thì có mấy tàu về, ngày mai lại mấy tàu về rất là nhiều, người ta thay nhau tàu về cảng cá này vào những cái buổi chiều từ 3 giờ tới 5 giờ. Từ 2 giờ tới 5 giờ gì đấy. Trong khoảng thời gian đó là thời gian mà cái cảng cá tại huyện Cần Giờ này diễn ra là sôi động và sôm tổ nhất trong một ngày. Hôm nay mình có mặt ở đây cũng rất là may mắn trong cái dịp này để mình quay cho các bạn xem những cái hình ảnh tại cảng cá lớn nhất tại huyện Cần Giờ này, trong những hình ảnh tuyệt vời nhất và cái cảnh sinh hoạt của các tiểu thương mua bán cá và các những người đánh bắt cá xa bờ gần bờ. Đây là chuẩn bị đưa nước đá, đưa nước đá lên những cái khoang chứa chứa cá. Đó, đá đây được truyền xuống khoang chứa cá này. Rồi ok, hình như dưới này còn những cái gian hàng cá. Ở đây còn những cái cô đang ngồi lựa cá nữa nè. Rất là đông luôn. Con có lấy hình người đâu mà con lấy cá không à? Dạ. À con làm YouTube mà. À đây có chị ngồi chế biến cá nè, cá đù. Cái này là làm xong để phơi hả chị? Anh này cá đối mà. À cái gì? À cá đù lộn xộn hả? Cá đù đây. Làm xong là làm khô nè mọi người. Cắt xong mang ra phơi khô. Dạ dạ. Mới vô luôn hả chị? Ghe mới vô luôn. Ở dưới này còn nữa không chị hả? Dưới này còn chỗ nào làm được vậy nữa không ha? Không, ở dưới này nè, cái cạn dưới này còn nữa hả? À vậy hả? Dạ rồi, để em chạy xuống coi một tí nữa, cảm ơn chị. Rồi ở dưới này còn một số các chỗ cạn như thế này nữa để mình đi xuống đây mình quay cho các bạn xem những hình ảnh ở đây. Tại vì hiếm có dịp thì mình mới đi tới huyện đảo Cần Giờ này, là một trong những huyện đảo đẹp. À, huyện đảo duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có biển, tiếp giáp với biển nha mọi người. Đây cá lên đây là chưa lựa. Cá này lựa chưa chị hả? Là lựa chưa? À em quay YouTube á mà. À vậy hả? À cá đã lựa rồi, mang ra kêu bán. Đó, tàu đi tàu về. Đó, đây là cuộc sống của các của những bà con làm nghề đánh bắt xa bờ, đi tàu đánh bắt xa bờ. Đó, cái đây đó là một chiếc xuồng, giờ bắt đầu đi ra khơi đó các bạn. Đó, mọi người thấy đó là một chiếc tàu, gọi là chiếc tàu đi đúng không? Tàu bây giờ bắt đầu ra khơi. Đây là rất là nhiều nha mọi người nha. Đây là gọi là cái cảng, thì dọc cái tuyến bờ sông này chạy xuống dưới kia rất là dài luôn. Đây cũng là một trong những cái nơi mà tập kết cá nữa nè. Đây là lựa cá. Cho em quay phim đây tí được không anh? Anh cho em quay phim đây tí được không? Cứ quay đi anh. Dạ. Em quay YouTube đó mà. Tàu về rồi lựa cá xong. À này là ướp đá anh. Ướp cái này xong mình đi giao cho anh ta hay sao anh, hay là mình đi phơi? Tự xuống lấy. À tự xuống lấy hả? Lớn là đủ ở giao đó. Đó ở đây nữa. Đó khi mà buổi chiều, những cái bóng chiều buông xuống trên cái cảng cá, mọi người đứng từ đây nè. Mọi người đứng từ đây, mọi người nhìn ra xa. Ấy ạ. Thấy một cảm giác rất là yên bình, đẹp. Cái mùi biển, cái mùi muối nó lên đó mọi người ạ. Với cái mùi cá, mùi nhiều loại cá mắm ở đây. Mình cảm giác như là nó yên bình cực kỳ. Đó nghe tiếng tàu, tiếng ghe, tiếng bè, tiếng những cái tàu lớn nhỏ ta cập cảng đi ra vào. Còn đây là những cái vàng để phơi cá đù, phơi cá khô với các bạn nha. Được cái là miền Nam, được cái nó nắng nhiều nên người dân Việt miền Nam này có cái chỗ để phơi cá tương đối là lý tưởng. Chứ ngoài Bắc là nắng mưa chập chờn nên thông thường người ta
là gác bếp các bạn ạ. Gác bếp đây có cái vàng để phơi cá nè. Rồi bây giờ mình lên tiếp tục lên chỗ trung tâm bên kia để mình quay cho các bạn xem những hình ảnh trên đó nhé. Đây buổi chiều yên bình bên dòng sông, bên bến cảng. Buổi chiều yên bình bên bến cảng. Đây là cảng cá của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia là rừng Đước. Thì Cần Giờ đi đâu cũng thấy những cái cây đó nha mọi người. Từ cái con đường đi vào, từ phà Bình Khánh đi qua một đoạn thôi là mình đi bắt đầu đi vào rừng Đước. Trời ơi, đi mấy chục cây số toàn là Đước và Đước thôi. Cảm giác rất là tuyệt vời các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác như thế này. Đó, ai mà khi mà tới Cần Giờ thì các bạn nên đi tìm hiểu một số các phong tục tập quán, những cái cách sống, và đặc biệt là chúng ta có thể ra cảng cá như thế này này. Đó, ra cảng cá để chọn những cái món hàng người ta đánh bắt xa bờ lên đây. Tươi có, ướp đá có, đông có. Thì mình có thể lựa chọn những cái sản phẩm. Đây ốc hương nè, sò dẹo, sò lông, sò lộ gì. Một hình ảnh rất là tuyệt vời. Ở bên kia nữa kìa, bên kia là tập kết cá nữa kìa. Rất là đông luôn. Bộ cá rất là lớn ở đây. Đó, mình lại quay lại nơi lúc đầu mình quay cho các bạn xem đây. Con này là con gì từ nãy mấy anh giỡn em không biết con này là con cá gì luôn kìa. Cá rồng à? À dạ cá rồng biển. Dạ. Xương từ trên dưới luôn rồi chú. Để con cua ăn một cái chiếc ăn. À con này là ăn không ngon, ăn không được, xương rất là nhiều luôn. Con này thường ta xay ra chặt ra cho cua cho tôm ăn á mọi người. Con này con cá rồng biển. Xương nhiều, nghe chú nói xương nhiều lắm. Có con cúm nha. Con cúm. Bạch tuộc nhỏ có, lớn có. Cái lửa ở đây như vậy nha các bạn, to nhỏ thì theo cách lửa của các anh chị ở đây. À đây là ghẹ nè, đây là ghẹ nè, có mới ghẹ về nè. Đó ghẹ nè. To qua bên, nhỏ qua bên. Thì kích cỡ cái này là to, cái này là trung. To là theo cái tiêu chí ở đây nha các bạn, chứ không phải là to là như cái bàn tay đâu. Đó còn lại này là nhỏ. Đó bên kia thì lại mini. Cá ghẹ. Rất là đông vui và nhộn nhịp. Dạ. Đây là bắt đầu làm xong một mẻ. Thì lát nữa sẽ có rất là nhiều các tàu cá khác. Đó, người ta cập cảng lại bắt đầu ngồi lựa ra và bắt đầu phân ra những cái loại đào đó để chuyển đi trong thành phố và trong huyện Cần Giờ nữa nha mọi người nhé. Đó đây là khung cảnh ngay cảng cá, còn đây là bến cảng, ngoài bến cảng nhiều tàu và bè bắt đầu đi vào. Mình đang chờ, không biết là chờ được không, tại lát nữa sẽ có một số bè, sẽ số tàu người ta cập cảng và bắt đầu vận chuyển hàng hóa lên bờ. Đó mình canh xong mình quay được những cái hình ảnh đó mình gửi tới cô chú anh chị nhé. Đang lựa tiếp, bên đây là thêm một đống về nữa. Tại có nhiều phân khu các bạn đó. Thì về ai về cá cứ đưa vô đây để các cô chú anh chị ngồi đây lựa. Đó lại về thêm một sọt nữa nè.
đổ vô lựa ra cá đù cá gì này nọ để làm khô nè. Đây là như cá đù nè, đó, cá đù tươi, cá đù tươi nha các bạn. Dạ. Nhìn cái con này, con rồng, cá rồng, mình nghĩ là nó ngon nhưng thật sự là không ngon nha các bạn. Tự như con lươn nhưng không phải, xương từ đầu đến đuôi luôn, nghe đó là chỉ có bầm ra thôi, bầm ra cho tôm với cá ăn. Đó, bắt đầu là những cái xe đá. Dạ. Đó, đây là một trong số loại được phân loại ra để đi giao. Đó, hết này, hết bột mẹ rồi nha các bạn. Hết bột mẹ rồi. À, đang chờ những cái tàu bè khác lên rồi lại bắt đầu lựa tiếp. Giờ quay lại bến cảng, quay lại bến cảng coi ngoài bến cảng có gì đặc sắc. Tại vì mình đang chờ xem coi ở đây có cái tàu bè nào vào không á mọi người. Mình quay cho các bạn xem những hình ảnh đây. Đây cũng là một cái chợ nhỏ, cái để phục vụ các cô chú anh chị ở đây thôi. Đó, những người nào đang làm ở đây tiện thể ta mua đồ về nhà luôn. Ok. Đây là bến cảng. Buổi chiều rất là mát mẻ luôn. Tại vì ở đây cách cửa biển tầm chừng cây số thôi các bạn ạ. Đây chỉ cách cửa biển tầm cây số thôi. Nên gió nhiều lắm. Mát. Nói chung là cái dịp này ở Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh gì này đó đó. Đang bước vào thời kỳ rất là nóng. Được ra đây đứng trước những cái làn gió mát từ ngoài biển thổi vào cực kỳ sướng nha các bạn. Đó, nhìn bến cảng, những cái thuyền bè đang tấp vào để lên cá và những chiếc xuồng đang chuẩn bị đưa đá xuống để ra khơi. Xa xa kia đó là những vườn cây ăn trái. Được cái là hôm nay mình đi dọc cái con đường xuống Cần Giờ này cực kỳ nhiều soi. Thật sự mình rất là bất ngờ. Tại vì mình cứ nghĩ từ trước giờ, nghĩ trong đầu là ở Cần Giờ này thì ngoài việc đánh bắt thì hải sản này, rồi còn những cái khu, những cái khu du lịch giống như đảo khỉ, rừng xác này nọ, thì ở đây còn rất là nhiều các hộ dân ở đây trồng xoài, chuyên canh xoài nha các bạn. Trồng chuyên canh xoài thôi, nhiều lắm. Tí xíu đi mình sẽ quay, mình đáng làm sao mình sắp xếp để mình quay được một cái video về những cái vườn xoài tại Cần Giờ này cho các bạn xem. Xoài Cần Giờ thì ngon, mình đã thưởng thức rồi, rất là ngon luôn, ngọt lắm. Bến cảng. Ok, vừa rồi thì mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn cái bến cảng cá tại ấp Đồng Hòa, xã Đồng Chanh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái chợ cá, cũng là cái bến cảng cá lớn nhất tại huyện Cần Giờ nha các bạn nhé. Đó, thu là nơi tập kết cá của các tàu đánh bắt xa bờ ở huyện Cần Giờ này. Rồi, nếu thấy video hay, các bạn vui lòng cho kênh Trở Về TV xin một subscribe, like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Trở Về TV nhé.